với luật tân ủng hộ quyền tự vệ tập thể của Nhật Bản, tính từ Tokyo. Hôm nay, Tổng thống phi luật tân ông Benigno Aquino đã gặp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe bày tỏ ủng hộ việc Nhật định tu chính bản hiến pháp hòa bình, cấm Nhật đưa quân tham chiến ở hải ngoại. Tổng thống Aquino viếng thăm Nhật trong thời gian một ngày. Sau khi thảo luận về liên hệ kinh tế và an ninh, nguyên thủ hai nước đưa ra một bản tuyên bố chung. Tổng thống Akino nói rằng, ông ta và Thủ tướng Abe cùng đồng ý là các quốc gia thiện chí chỉ có lợi nếu chính phủ Nhật được ban quyền giúp đỡ các nước khác, đặc biệt là trong lĩnh vực tự vệ tập thể. Tù chính hiến pháp do nhân dân Nhật quyết định sẽ giúp cho sự bền vững của Nhật, giải quyết các nghĩa vụ quốc tế của Nhật, đưa các nước đến gần nhau hơn để chia sẻ các mục tiêu hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung. Chính phủ Thủ tướng Abe có việc nới lỏng những sự hạn chế trong bản hiến pháp do Hoa Kỳ soạn thảo sau chiến tranh là mục tiêu quan trọng. Hoa Kỳ và các nước Đông Nam Á hoan nghênh sự thay đổi của Nhật. Quân đội Nhật chưa từng có kinh nghiệm chiến trường kể từ ngày Thế chiến thứ hai kết thúc, nhưng Trung Cộng đang trở thành quốc gia có tham vọng bá quyền, không ngừng phát triển khả năng quân sự, đang đe dọa Nhật và các nước Đông Nam Á. Bắc Kinh đã ngang ngược tuyên bố chủ quyền 90% diện tích Biển Đông, trong đó có những hải đảo, những vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam với luật Tân, Malaysia và Brunei. Thủ tướng Abe đã tuyên bố trong diễn đàn an ninh Á Châu trong tháng 5 là Nhật sẽ làm hết khả năng để giúp cho các nước Đông Nam Á bảo vệ lãnh hải và không phận. Các công ty Nhật đã gia tăng đầu tư tại các nước Đông Nam Á gần gấp 3 lần số tiền đầu tư của Trung Cộng. Tổng thống Akino sau đó đến Hiroshima đọc diễn văn tại hội nghị củng cố hòa bình Midanao do cơ quan cộng tác quốc tế Nhật tổ chức đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm hòa bình Hiroshima.